hướng dẫn món gì mới nên không có video mới ra. Hôm nay video kỳ nhiên của mình trở lại. Chào mọi người, chúc mọi người được càng sức khỏe, an lạc, trí tuệ sáng suốt, tâm thần an định, nguyện cầu cho mọi thứ đều tốt đẹp. Hôm nay thì có một cái trái sa kê. Thì trái sa kê này là người ăn chay của mình ăn thì mình sẽ chế biến theo sở thích. Có thể là chiên bột, có người thì người ta chiên sơ rồi người ta có thể nấu là luôn. Nhưng mà kỳ duyên của mình hôm nay là sẽ chiên bột cho mọi người. Đây là sa kê mình đã sơ chế rồi. Tiếp theo là mình sẽ pha bột các bạn. Đây là bột chiên giòn. Sa kê này mình làm về bột chiên giòn, mình ăn cũng như khoai tây vậy đó. Cái hương vị của nó cũng rất là ngon, không thua khoai tây. Hôm nay mình chiên cũng một cái sa kê hơi to đó các bạn. Vậy mà chắc khoảng một bịch bột á. Mình sẽ làm hết bịch bột chiên giòn nha mọi người. Mình khuấy bột lên cho nó vừa tay thôi nha. Đừng quá đặc mà cũng đừng quá lỏng. Tại vì nếu nó lỏng thì cái miếng sa kê nó sẽ không thấm nước, thấm bột. Còn nếu đặc quá thì nó cứng. Cho nên mình chỉ pha cho nó lỏng vừa tay thôi. Thì ở trong cái bột sa kê này mình sẽ nêm một ít nêm. Mình xà nêm nấm. Mình canh cho nó vừa ăn thôi, đừng có để nhiều quá nó mặn nó không ngon. Có thể là mình sẽ khuấy bột trước, mình để khoảng 10 phút 15 phút sau cho bột nó nở ra nó đều đi rồi mình khuấy lại. Mình sẽ khuấy mạnh tay một chút để cho bột nó nở rồi mọi người. Khi bột nó nở thì nó sẽ xốp. Nó sẽ xốp cái miếng mình chiên. Rồi mình khuấy bột xong rồi đó. Mình để cho nó tan thêm nữa đi. 15 phút sau mình mới chiên. Một mình để nãy giờ khoảng 15-20 phút rồi đó mọi người. Giờ bắt đầu mình chiên nha. Mình sẽ để trước một mớ vô sa kê vô trộn bột. Trộn cho đều bột lên. Thì chỉ cần nó ngấm bột thôi, nó dính vô là mình gấp lên mình chiên được rồi. Mình không cần cho nó rắc nhiều vô đâu. Thì đây là cái mẻ đầu tiên mình sẽ chiên nha. Mình cũng đã bắt cái chảo dầu nóng lên rồi. Như vậy thì mình sẽ gấp từ miếng sa kê gì nè. Dầu chưa nóng nhiều. Nhưng mà kệ nó đi.
sake này khi mình chiên bột và mình ăn nó cũng bùi bùi giống như khoai tây với lại khoai lang vậy đó mọi người. Mặc dù nó là cái trái sake nhưng mà cái thịt của nó mình chiên ra nó giống khoai tây với khoai lang lắm. Rồi đây là cái mẻ đầu tiên nha các bạn. Mình nhúng cho nó thấm bột vô thôi. Nó đều cái miếng sake là mình chiên được rồi. Mình cũng tiếp tục để cái mẻ thứ hai. Cái trái sake này của mình bữa nay nó to dữ lắm, là chiên khoảng 3 nhà ăn á. Mình chiên mình chia cho bà con của mình thích làm đồ ăn chia bà con mình ăn lắm các bạn. Đó là niềm vui của những người nấu ăn ẩm thực. Khi mình làm được món ăn gì mới lạ hay là ngon mình muốn thừa chia sẻ với mọi người á. Mình muốn mời mọi người cùng ăn với mình. Rồi như vậy là mình chỉ đợi cho nó vàng thôi nha các bạn. Cái mẻ sake đầu tiên nó vàng rồi nè mọi người. Nhìn rất là ngon, hấp dẫn. Wow, ngon cực kỳ. Bạn thấy cái mẻ sake đầu tiên của mình chiên ra nhìn thấy rất là ngon và hấp dẫn các bạn. Rồi bây giờ mình tới mẻ thứ hai nha. Hôm nay mình chia ra làm tới 3 mẻ lần đó. Rồi đây là mẻ cuối cùng. Mẻ cuối cùng này mình thấy nó hơi nhiều quá. Kệ đi không sao. Đây là hũ qua hầm. Mình hầm dưới bắp vàng. Ngọt lắm đó các bạn. Và khoai tây chiên bột. Nhìn rất là hấp dẫn, mời mọi người thưởng thức nha.
Đây là cái mẻ bột cuối cùng nha mọi người. Mình sẽ làm chế biến khác đi, tại vì hương vị của mỗi người nó mỗi khác á. Cho nên cái hương vị cuối cùng của mình là mình sẽ để bột cà ri với lại ớt nha các bạn. Cho cái hương vị nó mới lạ nó ngon. Mình sẽ để một ít ớt khô, một ít cà ri. Và có thể là một ít hành nữa. Bởi vì khẩu vị của nhiều người nó khác nhau. Mình chiên mình cho bà con mình thì mình không có để gì hết. Nhưng mà mình chiên cho gia đình ăn thì mình để thêm gia vị. Ông xã của mình đó, ông camera này nè. Ông cameraman đẹp trai của ba gai này, ông khoái ăn gia vị lắm. Nhất là gia vị tào lao, càng tào lao ông càng khoái. Đây ổng là người ngoài hành tinh. Bây giờ không có giái ông hết trơn, không có giống ai chứ. Xin lỗi nó lái. Nó lái tầm bậy vô kìa. Vô video ta cười chết, xin lỗi mọi người nha. Lỡ miệng hơi nó lái quên. Mọi người thông cảm giùm các bạn. Tại mình hay dạy ông xã mình nói lái á. Cái có khi mình nói cái gì mình cũng ưa lái nữa. Rồi cái này mình cắt hành vô thêm nha mọi người. Thì cái mẻ này là cái mẻ đặc biệt. Mẻ đặc biệt cuối cùng mình làm gia đình mình ăn là bởi vì mình không có. Hồi đầu tiên mình không để, nhưng mà bây giờ mẻ sau cùng gia đình mình ăn là mình để. Còn mấy cái mẻ trước thì là mình chiên để mình cho bà con nè. Bà con mình không có khoái gia vị nhiều. Mình chỉ chiên với bột với nêm chỉ vừa ăn thôi. Muốn nói gì thì nói lớn lên đi. Vừa ta nghe cũng được có sao đâu. Camera này cũng ba gai. Tàn canh gió lộng. Số 1 thế giới. Có ai ba gai hơn giới thiệu với mình nha. Đỏ sức. Mình thấy có cái ông ngoài hành tinh này là ông ba gai số 1 thế giới nè. Ai có ngự ba gai thì... Cái phần này cho dì Tư ít, là cho ông Quỳnh ít. Này to quá.
Nghe được. Rồi này là mình biếu gì vậy mình nè mọi người. Mình thích làm đồ ăn để chia sẻ cho bà con mình lắm. Này là mình cho cháu mình. Chưa đâu, mới có trở về là chưa đâu. Rồi như vậy là cái mẻ sa kê này là một cái mẻ sa kê mình để cà ri, bột, ớt, hành đó mọi người. Thì nhìn nó rất là hấp dẫn, nhưng mà tại vì bà con của mình họ không có thích ăn cay nên mình không có để. Thì cái mẻ này là cái mẻ mình chiên cho gia đình mình ăn đó mọi người. Rồi như vậy là cái video của sa kê chiên bột ngày hôm nay của mình đã xong, hoàn tất. Mời mọi người cùng thưởng thức và làm với chúng mình nha. Thì cũng đã lâu rồi mình cũng không có làm video. Mời em xã bà gai đẹp trai thưởng thức. Cameraman nóng A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi cứu độ khắp pháp giới chúng sanh A Di Đà Phật. Nguyện thế giới bình yên, hòa bình thế giới, nhân loại thiện lương, cơm no áo ấm, bỏ ác theo thiện. A Di Đà Phật.